Sau này mình cũng thông báo hàng về cho anh em nha. Gồm là sáng nay là gồm có 400T, 5000A nha. Tất cả là hàng đẹp không tì vết, 5000X nha. Và hai con giải mã Ria 3 333S và 50S. Con này là con 907DR, con này là mới như thùng xốp luôn. Ba con 9DG 707LX tra. À, bên đây là dòng Sansui Receiver khủng nha. 9090DB, 9090DB và 8080. Còn một con 90DB với 7800 với 3008 ở dưới kia chút xíu mình xuống mình chở. À, báo cho anh em như thế, anh em nào ưng cái gì thì cứ alo nha. Còn một số trong nhà Acufay và đủ loại. Toàn là hàng đẹp xuất sắc, giá là cực tốt cho anh em luôn. Vì mình chuyên bỏ lái nên giá nó hợp lý. Anh em là cứ không mình không nhận tin nhắn nha, cứ alo trực tiếp đi. Mình mua hàng mà mua hàng đẹp mà nhắn tin ai trả lời, rảnh đâu mà trả lời đâu, đúng không? À, chào anh em nha.